đang đóng phim bất ngờ vỡ gọi thì phải xử lý làm sao đây? Mới đây, một cảnh hậu trường phim Trung Quốc đang được bạn có nickname là Suka chia sẻ lại đã thu hút hàng triệu lượt xem từ khán giả Việt Nam. MV ghi lại đoàn làm phim đang quay cảnh trong một bộ phim cổ trang ngày xưa của Trung Quốc. Trong quá trình quay thì bất ngờ có một cuộc gọi khẩn cấp của hoàng hậu đời thực. Khi nhận được cuộc điện thoại thì anh chàng quay phim đã rất khẩn cấp để đưa điện thoại cho hoàng thượng. Nhìn cảnh tượng giống như đang đưa thánh chỉ trong phim vậy. Dù có bận thế nào mà thánh chỉ tới thì cũng phải ra tiếp chỉ thôi hoàng thượng ơi. Trong cuộc gọi thì vị hoàng thượng vâng dạ phép, không ngỡ đắc tội với hoàng hậu phu nhân là tơi mạng. Cả phim trường quay chứng kiến cảnh tượng này thì không thể nhịn nổi cười. Video đã nhận được rất nhiều lượt like và bình luận từ cộng đồng mạng. Nghe xong hoàng thượng bái triều về nhà với vợ luôn. Đây mới đúng là hoàng thượng 4.0 này. Thánh chỉ tới thì tiếp chỉ ngay thôi hoàng thượng ơi. Đúng là phép vua thua lễ làng mà. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của kênh Tin Nhanh 5K. Hãy comment những ý kiến của quý khán giả ngay phần bình luận bên dưới. Để ủng hộ kênh, quý khán giả hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức hay và mới nhất mỗi ngày.